được cho là cơn bão lớn nhất trong vòng 60 năm trở lại đây, đang đổ bộ trực tiếp vào miền Bắc nước ta, gây ra mưa lớn, gió giật mạnh với sức gió cấp 14, 15, giật trên cấp 17. Dự báo sẽ gây ra những thiệt hại rất nặng nề ở những vùng đó đi qua. Bà con nhân dân cần cảnh giác cao độ để phòng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Bà con lưu ý tránh bão ở những nơi kiên cố, vững chắc để đảm bảo tuyệt đối an toàn. Chia tình đồng bào cao cả, đối vòng tay bắt lại nhịp cầu, cơn ấm lạnh thấm vào tình dân tộc, ngựa chung tàu to quản người gian nan, tình ruột thịt vỗ về nhân ái, chảy hồng tươi dòng máu Việt Nam. Giữa thiên tai địch hoạn, nghĩa đồng bào vẫn nở hoa rực rỡ, kết tình thành sức mạnh to lớn, là điểm tựa vững chắc đưa dân tộc Việt Nam ta vững bước đi lên phồn vinh hạnh phúc.